hãy đổi tiền lấy sự tự do, chứ đừng đổi sự tự do lấy tiền. Vì tiền là phương tiện và sự tự do là đích đến của cuộc đời này. Cho nên tôi sẽ đồng ý với bạn lấy một cô vợ cùng chí hướng với mình thì tuyệt vời, con nhà nghèo cũng được. Nhưng nếu lấy một cô vợ không cùng chí hướng với mình mà nó điều khiển mình chỉ vì con nhà giàu mà mình lấy, xong rồi nhà nó giàu, nó có tí tiền, nó điều khiển mình, thì tôi khuyên bạn không nên lấy. Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Ở đây, nếu mà bạn tìm được một cô gái cùng có ý chí, cùng có cái tầng bậc muốn phát triển tư duy bản thân mình và cùng vì cái gia đình này để xây dựng một sự nghiệp, và họ cũng biết bạn không có gì trong tay, nhưng hai người cùng ý chí thì hoàn toàn có thể lấy nhau và để gây dựng cơ nghiệp được. Tuy nhiên, nếu mà bạn lại tìm sai một cô gái, tức là một cô gái không thích làm mà thích hưởng thụ, mà bạn lại chưa có gì cho cô ấy hưởng thụ, cũng giống như kiểu là bạn nuôi cá koi vậy, mà bạn không có tiền mua thức ăn cho cá koi, thì mặc dù cá koi rất đẹp nhưng mà nó vẫn chết, nó vẫn bỏ bạn mà đi. Đấy, cho nên là bạn không có gì trong tay thì có khi lại rất hay, bạn lại tìm được đúng cái người bạn đời mà cùng với bạn sẽ gồng gánh để xây dựng sự nghiệp, và lại may mắn nữa mà lại vừa có ý chí gồng gánh xây dựng sự nghiệp và biết bạn tay trắng và lấy bạn vì bạn có ý chí, mà lại cộng với ông bố vợ ông này cát cho một số vốn nữa thì quá tốt đi. Thì như vậy, nhưng mà quan trọng nhất là con người, và tôi khuyên bạn là hãy đổi tiền lấy sự tự do, chứ đừng đổi sự tự do lấy tiền. Vì tiền là phương tiện và sự tự do là đích đến của cuộc đời này. Cho nên tôi sẽ đồng ý với bạn lấy một cô vợ cùng chí hướng với mình thì tuyệt vời, con nhà nghèo cũng được. Nhưng nếu lấy một cô vợ không cùng chí hướng với mình mà nó điều khiển mình chỉ vì con nhà giàu mà mình lấy, xong rồi nhà nó giàu, nó có tí tiền, nó điều khiển mình, thì tôi khuyên bạn không nên lấy. Bởi vì bạn sẽ đổi tiền, đổi sự tự do để lấy vài đồng bạc. Còn nguyên tắc của tôi là chúng ta chỉ có quyền đổi tiền để lấy sự tự do mà thôi. Ok, và vấn đề thứ hai, bạn nghĩ rằng là bạn làm nên sự nghiệp rồi bạn mới lấy vợ. Thưa với bạn, ngay kể cả khi bạn có sự nghiệp rồi thì chưa chắc bạn đã tìm được cô vợ đúng nghĩa. Vì vậy, vợ chồng nó là cái duyên đủ điều kiện và hiểu nhau, tức là thấu hiểu cho nhau, chia sẻ với nhau và đồng cam cộng khổ cùng nhau tạo nên sự nghiệp. Thì cứ ngoài 20 tuổi mà gặp được người như vậy, cưới lúc nào cũng được. Còn nếu ngay kể cả bạn 30 tuổi, bạn có sự nghiệp giàu có ở trong tay mà bạn lấy nhầm phải vợ, mà nó lại chỉ thích ăn chơi, lười làm, không vì gia đình, thì bạn vẫn toi phim như thường. Mà đặc biệt thành công, nhiều tiền, lấy phải cô ham tiền là rất dễ xảy ra. Cho nên giàu với khó lấy vợ, chứ nghèo là dễ lấy lắm. Như ngày xưa lúc em nghèo ấy, là em đi tán gái là dễ tán lắm. Nhưng mà từ ngày mà có điều kiện lên tí là tự nhiên đi tán là khó, bởi vì mình cô nào mình cũng nghi. Nói như vậy thôi chứ cũng chưa đi thử, nhưng mà chắc là nếu có thử đi tán cô nào đấy thì cũng khó phết đấy, không dễ đâu. Cho nên thôi, cái duyên là cái vô tình, nếu ai cố ý không thành được duyên thôi thì tùy duyên nó đến, gặp được đúng người kết cưới luôn không sao cả nhá. Chúc anh Minh hạnh phúc và tìm được đúng người.